Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay hả Nancy, ở vườn rau nhà Nancy có quá trời rau luôn mà ăn không hết. Cho nên hả Nancy nghĩ ra là hả hãy cắt rồi cái đi cho hàng xóm. Có nghĩa là mình không có ở bên Mỹ này á, là người ta sống riêng tư lắm. Mình không có đi mà mình không có đi qua nhà người ta mà gõ cửa đâu. Ở trong đây á, là trong cái khu mà Nancy sống này nè, là có một cái website riêng ha để cho nguyên một cái khu này. Thì giờ sau khi mà cắt rau xong á, Nancy phải đi cắt rau để cho, chứ nhiều quá ăn không hết. Rồi ăn không hết uổng quá. Cho nên hả Nancy sẽ cắt xong rồi cái lên trên mạng đó, là lên rồi kêu gọi ai muốn ăn rau thì tới nhà Nancy lấy. Nancy để ở ngay ngoài đường á, ngay trước cơm nhà của mình á, thì ai muốn ăn thì tới lấy. Chứ thấy uổng quá đi. Nancy ăn không hết luôn á. Cái ông hàng xóm ông chồng giùm rồi cái bây giờ đó nhiều quá. Thì nói chung ở bên đây hả buôn bán thì nếu mà mang ra chợ trời chắc bán cũng được đó. Như hay là ấy gì đó, nếu mà đi nhà thờ hay này kia thì mình mang theo cũng tặng cho mấy người mà không có. Thì nhà thờ hoặc chùa thì mình có thể mình mang đi rồi mình cho tặng gì đó. Nhưng mà còn rau xà lách thì ở trong cái khu này thì nói chung là người Tây cũng thích ăn, cho nên Nancy không có tiện đi xa. Cho nên bây giờ đó là cứ thôi cắt xong cái bỏ ngay trước nhà đó, ai muốn ăn thì tới lấy ăn. Nói chung là hả nhiều khi hả làm nhiều quá thì thấy cũng vui đó, nhưng mà hả nhiều khi ăn không hết cũng hơi mệt đó nha. Phải đi kêu gọi người tới phụ trợ ăn giùm. Rau sạch tại bà con bây giờ đó là Nancy đi cắt hết cái chỗ này nè để cho cây mới nó ra. Dạ chắc là phải phải trồng rời mấy cái cây giúp cá đó vô trong chậu, chứ nghe nói hả mai mốt nó lan ra là nó khó lấy lắm. Có nghĩa là nó lan ra nhiều quá là khó bứng đi chỗ khác lắm, cho nên hả chắc là lấy một cái chậu trồng chẳng thôi. Mình đã làm xong bụng chồng bụng phận nha, rồi mình cắt rau xong rồi cái bỏ ra ngoài đây rồi xem ai muốn ăn rau thì xuống tới đây lấy, rồi mình cho thêm chiếc xe nữa. Dạ cuộc sống ở bên Mỹ là như vậy nè, trời ơi ở nhà Nancy trồng rau nó ra quá trời luôn, cho nên ăn không hết luôn. Rồi xem con chê đó nè, có 20 trái luôn, sáng ra đó là Nancy đi hái 20 trái luôn. Rồi cái rau quá trời rau luôn, ăn không hết. Bây giờ đó nên đi tặng cho họ. Đây là cuộc sống Mỹ nè, đã không à, các bạn thấy không, hai anh chị vịt trời kìa ghé nhà vườn nhà mình chơi nè. Hôm bữa hai anh chị này vô trong vườn nhà mình á, cái ăn hết mấy cái hoa hồng của mình luôn. Hy vọng hôm nay không có phá nha, vô tham quan thôi nha, đừng có phá nha. Không nhà mình đó nên chị đang đứng ở trong nhà nha, không có dám ra, mất công nữa. Hai anh chị mổ mình á. Hôm bữa hả ở ngay đây nè, trời ơi hai con cá sấu bự ơi là bự luôn, chắc là đến chiều sẽ lên cho mình coi đó. Đó hai con cá sấu nằm ở đó. Rồi vườn nhà mình á là vừa có cá sấu mà vừa có mấy cái anh chị thì thăm nữa nè. Vui không? Đây là con cá sấu đang bơi ở ngay chỗ đằng sau nhà của mình nè, cái hồ của nhà của mình nè. Ở bên Florida là cá sấu hả chỗ nào cũng có trơn á, sắp sửa nó chạy về đây, nó bơi vào trong bờ nè. Thôi bây giờ mình phải chạy đây chứ nó bơi vô cái nó ăn mình á. Chạy không kịp. Đó, đầu cá sấu đó. Nó đầu bơi vô bờ rồi nè. Đó, con cá sấu đang núp ở dưới đây nè. Sắp sửa rồi, gần bờ quá trời, nó đang dòm mình rồi. Dạ, cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé. Xin hẹn gặp lại. Bye bye.